điệu hay music therapy là việc sử dụng âm nhạc bao gồm giai điệu, hòa âm, tiết tấu vân vân trong mối quan hệ trị liệu. Điều này có thể giúp các bệnh nhân đang có các chứng bệnh về tâm lý như là trầm cảm hoặc là rối loạn lo âu, hay đơn giản chỉ là những người đang chịu áp lực trong cuộc sống cảm thấy thư thái và được trị liệu. Âm nhạc trị liệu gồm có những hình thức như tạo ra giai điệu, ca từ, hát, chơi nhạc cụ, nghe nhạc, vận động là bao gồm nhảy hoặc khiêu vũ theo giai điệu, và cuối cùng là thảo luận về âm nhạc. Tác phẩm âm nhạc trị liệu là bài Hôm nay tôi nghe của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trình bày bởi ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió, và thấy bình minh thắp trên ngọn lá. Tôi thấy lòng thật lạ, sao duyên từng nuôi nhớ. Bạn đã nghe qua về tác phẩm âm nhạc trị liệu Hôm nay tôi nghe, sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ và trình bày bởi ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Thì mình muốn hỏi về cảm nghĩ của một số bạn trong lớp về tác phẩm âm nhạc trị liệu này. Đầu tiên mình xin mời bạn Hà My. Sau khi mình lắng nghe bài Hôm nay tôi nghe thì mình cảm thấy là bản thân mình được cảm thấy cởi mở hơn với thiên nhiên, và thấy bài hát rất là chạm đến trái tim của người nghe với các sáng tác của tác giả và lời bài, giọng hát của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Ngoài ra thì mình thấy rằng là bài hát này khiến cho những người đang có nỗi buồn gì đó thì họ sẽ cảm thấy là vui vẻ và yêu đời hơn, và cũng như là cảm nhận được rằng bản thân mình đang đứng ở trong bài hát. Cười. Mà mình được lắng nghe bài hát này thì mình cảm giác nó rất là bình yên, mang lại cho mình cảm giác là thư thái và cũng như là mang lại cái gì đấy nó yên bình cho mình. Mình rất là thích bài hát. Hôm nay thì mình sẽ phân tích về tác phẩm âm nhạc trị liệu Hôm nay tôi nghe, sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và trình bày bởi ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Như chúng ta đã biết là đã từng có một người nói như thế này: khoảng thời gian hạnh phúc nhất của một đời người chính là khoảng thời gian mà chúng ta còn thơ bé. Thì đúng thật là như vậy. Có những con người lớn lên và trưởng thành lại muốn quay trở lại những ngày thơ bé để được sống trong vòng tay bảo bọc và yêu thương của bố mẹ, và sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Có những con người lại dùng cả tuổi thơ của mình để chữa lành những tâm lý sau này. Và lời bài hát được sáng tác bởi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bao gồm rất nhiều những hình ảnh về thiên nhiên tươi đẹp, cũng như là khiến cho chúng ta cảm thấy hòa hợp với thiên nhiên và khiến cho chúng ta sống lại những ngày tháng thơ bé. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé mới lớn lên trong đời sống kia. Khi trưởng thành, chúng ta luôn phải quay cuồng trong cuộc vây bất tận của cuộc sống và chịu những áp lực kinh khủng. Vì thế đôi khi chúng ta nên dừng lại và lắng nghe âm nhạc trị liệu để trở về tuổi thơ bé của mình. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề, những con tim mạnh bề bao la. Thì với ca từ nồng thắm và đầy thi vị của tác giả Trịnh Công Sơn, cũng như là giọng hát nhẹ nhàng và đầm thắm của nữ ca sĩ Lê Cát Trọng Lý, thì bài hát âm nhạc trị liệu Hôm nay tôi nghe đã khiến cho tôi cũng như các bạn cảm thấy bình yên, cũng như là được trở về những ngày thơ bé và một lúc nào đấy thoát ra khỏi những vùng sống tất bật và những áp lực trong cuộc sống.